Trong gần 20 năm thực hiện cải cách hành chính nhà nước, nhiều nội dung được chú trọng như cải cách bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính. Trong đó, việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, thời gian qua, việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị chưa đạt tỷ lệ. Chủ yếu vẫn là lấy số người nghỉ hưu, số người xin chuyển công tác để tính vào tỷ lệ tinh giản biên chế mà chưa đánh giá, phân loại để đưa được người không đủ năng lực, không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ vào diện tinh giản biên chế. Những bất cập trong công tác nhân sự hành chính hiện nay do nhiều nguyên nhân, từ việc đầu vào nhân lực cho đến việc ngồi sai vị trí, làm sai việc. Tuy nhiên, trong bất kỳ giai đoạn hoàn cảnh nào, nguồn nhân lực luôn phải được coi trọng và đặt ở vị trí trọng tâm, thì chương trình cải cách hành chính nhà nước mới đạt hiệu quả. Thực hiện nghị quyết số 18-19 NQTU của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Từ năm 2015 đến nay, tại địa phương này đã tinh giản được gần 1.400 cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với việc tinh giản biên chế theo quy định, việc cắt giảm chỉ tiêu biên chế đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp của địa phương này hàng năm đều được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm đến năm 2021 giảm đủ 10% so với biên chế giao năm 2015. Tuy nhiên, khó khăn mà tỉnh Hòa Bình đang gặp phải khi thực hiện tinh giản biên chế đó là đội ngũ cán bộ không đủ năng lực, lại vẫn đủ điều kiện làm việc theo tiêu chí ưu tiên của huyện vùng sâu và hải đảo biên giới. Có khoảng trên 200 người hiện nay là chưa có trình độ chuyên môn. Ví dụ như là Chủ tịch Hội Nông Dân, Chủ tịch Hội Phụ Nữ hoặc là Bí thư đoàn Thanh Niên. Đây là cái số cán bộ chuyên trách mà do các cái tổ chức hội đoàn thể người ta bầu. Thế thì theo quy định 04 của Thủ tướng Chính của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đó, thì cái tiêu chuẩn cán bộ chuyên trách cấp xã của các cái vùng miền núi hải đảo thì trình độ chỉ cần có cái chứng chỉ bồi dưỡng tương đương với trình độ sơ cấp. Thực tế như vậy thì nó cũng ảnh hưởng phần lớn đến cái chất lượng cán bộ trong cái việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của các cơ quan hành chính cấp xã. Để giải quyết khó khăn trong việc cán bộ có trình độ thấp nhưng khó tinh giản do vẫn đủ điều kiện làm việc, tỉnh Hòa Bình xác định việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là việc cấp thiết phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay để khắc phục sự công kênh, chồng chéo, ì ạch, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Xã Thạch Yên, huyện Cao Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Yên Lập và Yên Thượng từ cuối năm 2019. Sau khi sáp nhập, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Cao Phong, cấp ủy chính quyền xã Thạch Yên tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh sau sáp nhập như lựa chọn trụ sở làm việc của ủy ban nhân dân xã, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, sắp xếp bố trí cán bộ dồi dư sau sáp nhập. Hiện xã Thạch Yên có tổng số 38 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tuy nhiên, theo quy định, chỉ có 21 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bố trí sắp xếp vị trí làm việc trong bộ máy tổ chức. Như vậy, xã dồi dư 17 người. Để giải quyết số cán bộ dồi dư, cấp ủy chính quyền xã đã thực hiện một số giải pháp như vận động một số cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014 NĐ-CP, kiểm tra, rà soát bằng cấp của cán bộ, công chức, viên chức. Qua vận động có 2 cán bộ xin nghỉ hưu. Đối với số lượng cán bộ dồi dư còn lại, cấp ủy chính quyền xã không thể tự giải quyết được và đang chờ Ủy ban nhân dân huyện bố trí, sắp xếp. Những cán bộ này làm việc trong trạng thái chờ đợi công việc, không có việc để làm mà vẫn hưởng lương. Đây là sự lãng phí rất lớn cho ngân sách nhà nước. Cái khó khăn mà dẫn đến cái việc cải cách hành chính của chúng tôi nó chưa được như mong muốn. Như tôi nói là do cán bộ. Cán bộ đây là một phần là do cán bộ của người địa phương trước đây. Đấy, do trình độ không có và cái lịch sử để lại thì chúng tôi vẫn phải sử dụng. Nên là đấy là một phần thứ nhất, đấy là do cán bộ. Phần thứ hai đấy là cũng do kiêm nhiệm, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Đấy, cho nên là cái việc chuyên sâu trong việc cải cách hành chính là nó cũng có cái khó khăn của nó.
Chúng tôi xác định là cái cải cách hành chính đây là một trong những cái giải pháp, một trong những biện pháp để mà giúp cho phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Thì trong thời gian tới này thì chúng tôi sẽ tập trung vào hai vấn đề đó. Về cán bộ đấy thì những cán bộ mà không đủ tiêu chuẩn thì chúng tôi sẽ kiên quyết cho nghỉ theo cái nghị định 108. Cán bộ trẻ và trình độ về vi tính tốt sẽ đưa về cơ sở để anh em sẽ giúp cho huyện, rồi đặc biệt là giúp cho các xã khó khăn vùng cao vùng sâu vùng xa để giúp cho cái việc mà cải cách hành chính tốt hơn. Kiên quyết cho cán bộ nghỉ việc khi không đáp ứng đủ điều kiện năng lực là việc làm đúng và cần thiết để tinh giản biên chế hiệu quả. Nhưng vấn đề quan trọng hơn đó là phải nâng cao chất lượng đầu vào của đội ngũ cán bộ để sàng lọc, không nhận người không có chuyên môn, nghiệp vụ ngay từ ban đầu. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có những cái đề xuất với huyện cụ thể. Đối với cán bộ công chức là không đạt chuẩn, là chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo huyện là thực hiện triệt để cái chế độ nghỉ theo cái nghị định 108 để thay thế các đồng chí không có trình độ chuyên môn để tuyển những sinh viên có trình độ đại học. Vì qua cái thời gian hôm qua ở huyện chúng tôi cũng đã tuyển được 30 cái sinh viên và vào làm cái công chức cấp xã có trình độ đại học. Các cái sinh viên và các công chức mới được sử dụng này thì làm việc rất hiệu quả. Không chỉ thể hiện quyết tâm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính thông qua việc tinh giản biên chế bằng cách loại bỏ cán bộ không đủ năng lực, tỉnh Hòa Bình còn giải quyết nhiều khó khăn trong việc triển khai các công việc liên quan đến thủ tục hành chính như khối lượng công việc nhiều, cơ chế chính sách có nhiều thay đổi và còn bất hợp lý, thu nhập của cán bộ công chức còn thấp, trình độ cán bộ dân trí chưa đồng đều. Bằng cách đào tạo cán bộ, cải cách ý thức, tinh thần phục vụ của mỗi người trong bộ máy hành chính, Sở Nội vụ cũng phối hợp với các huyện là chúng tôi tổ chức bồi dưỡng cho cái đội ngũ cán bộ này. Trong thời gian tới thì cái giải pháp mà khắc phục cái tình trạng công chức cấp xã mà chưa đạt trình độ chuẩn thì chúng tôi sẽ rà soát lại, đánh giá lại và đưa vào cái diện tinh giản biên chế theo nghị định 108 của chính phủ. Thế và giải pháp trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các sở ban ngành và ủy ban dân các huyện, thành phố để đề nghị ủy ban dân tỉnh quan tâm tập trung đầu tư ở lĩnh vực này để làm sao được để khắc phục được cái tình trạng mà hiện nay là cái hiện đại hóa nền hành chính của chúng ta là hết sức cần thiết, hết sức quan trọng. Đây là một cái nội dung mà chúng tôi cũng hết sức quan tâm. Không chỉ ở cấp xã của tỉnh Hòa Bình còn khó khăn trong việc tinh giản biên chế, loại bỏ cán bộ không đủ năng lực, mà thực tế này rất nhiều địa phương đang gặp phải và đang lúng túng tìm cách để cải thiện tình hình. Cũng gặp phải khó khăn như địa phương khác trong việc tinh giản biên chế. Trong 5 năm, thành phố Hà Nội đã tinh giản biên chế được trên 1.100 cán bộ, gồm 1.103 người nghỉ hưu trước tuổi và 69 người nghỉ việc ngay. Tuy nhiên, việc tinh giản phần lớn là cán bộ nghỉ hưu khiến thành phố Hà Nội phải đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ đầu vào để đủ năng lực đáp ứng vị trí công việc đảm nhận. Song song đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhằm trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng từ thực tiễn để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô. Trong những năm vừa qua, thành phố Hà Nội rất quan tâm cho công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã để nâng cao cái chất lượng đội ngũ. Ngoài cái việc nâng cao cái chất lượng thì chúng tôi tập trung vào cái năng lực điều hành quản lý và đặc biệt là cái thái độ phục vụ nhân dân, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính để làm sao để hoàn thành những cái khối lượng công việc với cái sự phát triển của kinh tế xã hội, an ninh và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Các khóa đào tạo cán bộ từ cấp thành phố đến các cấp quận, huyện, thị xã như thế này được mở ra đều lựa chọn những lĩnh vực cụ thể để bổ sung, nâng cao kiến thức cho cán bộ. Chương trình các khóa học được thiết kế thành các hợp phần, kiến thức lý luận, chính trị, kiến thức về hành chính, chính quyền địa phương, các chuyên đề về định hướng đổi mới, các chuyên đề về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Tham gia giảng dạy là các nhà khoa học, giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia và cả các chuyên gia nước ngoài với lượng kiến thức vừa phong phú, đa dạng vừa chuyên sâu. Nhờ đó, chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp của Hà Nội không ngừng được nâng lên, giúp chất lượng giải quyết công việc đạt hiệu quả cao. Hiện nay, cái hệ thống đổi mới của ta, chính sách pháp luật của chúng ta cũng đang thường xuyên được đổi mới, đáp ứng yêu cầu của thời đại. Rồi là cái trình độ, các cái trình độ khác về ngoại ngữ, về tin học cũng như là yêu cầu cao hơn và gọi là chuẩn hóa cái đội ngũ của chúng ta thì chúng ta đang rất là cần. Thế vậy thì trong chương trình này chúng tôi cũng có nhiều cái đổi mới. Nó không phải là những cái kiến thức cơ bản cũ như trước đây mà chúng tôi cập nhật những cái yếu tố của thời đại trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, cập nhật những cái yêu cầu của việc mà xây dựng chính phủ cũng như là cái về phẩm chất, đặc biệt là cái đạo đức công vụ của cán bộ công chức của chúng ta. Thế cho nên là chúng ta trang bị. Với hơn nữa là cái khối về chương trình lâu nay thì chúng ta chủ yếu lại tập trung nhiều vào những cái kiến thức lý thuyết mà chúng ta chưa tập trung nhiều vào cái mảng kiến thức mang tính chất kỹ năng cho người thực thi công vụ. Mà cái này thì ở trên thế giới người ta đào tạo cán bộ cũng đặt ra những cái kỹ năng như vậy. Thế cho nên là tiếp cận với cái các cái chương trình của quốc tế cũng như là cái nhu cầu của hiện tại của đất nước thì tôi thiết kế chương trình thì tập trung nhiều cái khối kiến thức để nâng cao về mặt kỹ năng là chị, kỹ năng cho cán bộ. Hiện tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có những kết quả tích cực trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế cùng với việc sắp xếp quy định lại chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những cán bộ không đủ năng lực, ngồi sai vị trí, làm sai việc. Để giải quyết triệt đề vấn đề này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện tăng cường phân cấp quản lý thông qua việc ban hành các quyết định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó đã giảm bớt các thủ tục hành chính về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính, phân cấp tương đối triệt đề và giao quyền, trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để cải cách hành chính đi vào thực chất và hiệu quả hơn. Đến hết tháng 8 năm 2020, Bộ Tài chính sẽ phấn đấu hoàn thành điện tử hóa tối thiểu 14 chế độ báo cáo và hết năm 2020, phấn đấu thực hiện điện tử hóa 64 chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính lên hệ thống thông tin báo cáo chính phủ. Đến nay, 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thống kê cho thấy, Bộ Tài chính đã triển khai 959 dịch vụ công trực tuyến, gồm 105 dịch vụ công trực tuyến mức 1, 282 dịch vụ công trực tuyến mức 2, 208 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 364 dịch vụ công trực tuyến mức 4. Việc xây dựng và phát triển chính phủ số là xu thế tất yếu nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch của chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động xã hội. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã nhấn mạnh việc ba nội dung xây dựng gồm chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đây cũng được coi là những định hướng lớn cho đề án chuyển đổi số Bộ Công Thương sẽ được khẩn trương xây dựng thời gian tới đây. Bộ Công Thương là một bộ đa ngành, có những đóng góp to lớn cho nền kinh tế. Do đó, trong giai đoạn tới, những kết quả trong cải cách hành chính đã đạt được, nhất là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công, thực hiện chính phủ điện tử cần được phát huy, làm nên để từ đó thực sự là cơ quan bộ, cơ quan thuộc chính phủ đi đầu trong kinh tế số. Hướng đến lễ khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế hoàn thành tích hợp thêm 27 thủ tục hành chính, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia lên 120 thủ tục. Ngành thuế tiếp tục vượt mục tiêu mà Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao, đạt gần 130% so với kế hoạch của năm 2020. Tổng cục Thuế cho biết, nếu như trước làm hồ sơ bằng giấy mất nửa ngày, thì hiện nay chỉ 10 đến 15 phút để hoàn thành việc nộp thuế.